cả đàn đàn ấy tổng đông đồ, đông đồ là vẫn thuộc huyện Kim Anh mình đây này, đấy, huyện Kim Hoa đây này, đây này, quyển này là vẫn có đấy, chưa tách Đấy. về Phúc Yên mà vẫn về Bắc Linh đấy, mà đông đồ chưa tách về cho Đông Anh đấy. Đấy. Đây mình đây này, đây mình gia thượng đây này, tổng gia thượng đây này, đây chi gia thượng này, Phú An chi đông đây này, Dạ. giai lạc là giai tạ cơ. À. Lâm họ là Tùng họ cả đấy, xong xong mới Kiên Vĩ Trịnh Tùng này mới đổi làm đấy, mình thì Kiên Vĩ Lê Nguyên Long con của Lê Lợi ạ, Lê Thái Tông ạ, đấy thế mới đổi là Chí Đông ạ, đấy Dạ. đây này mình đây này, đấy. Mình Kim Hoa đây này, đấy. Tổng Kim Hoa tổng gia thượng đây này, đấy. Có Lâm xã gia thượng Phù An là Phù Trì đấy, Dạ. Chí Đông đấy, Lâm họ đấy, giai tạ là Gia Lạc đấy, là các Lâm xã gia thượng đấy, tổng Đông Đồ đây này cùng huyện mình này, đấy Đông Đồ Tằng Mi đấy, Chu lão. Chu Lão Thụy Hà đấy, Sơn Du Chu Lão Thụy Hà đấy, đấy đấy, tổng Ninh Bắc đây này, tổng Ninh Bắc cũng gửi có năm làng ấp Tre Gia Trung còn chưa có ở quyển này cơ, mà Gia Vâng. Trung là sau này đến triều nhà Nguyễn mới có Gia Trung còn chưa có làng Gia Trung đấy, tổng Gia Thượng này đấy chưa có làng Đồng kiểu như ấp Tre của Ấp mình nhỉ, Ấp Tre là người Chí Đông đi ấp ra Tre chứ. là ấp Tre 1964 mới bắt đầu ra lập ấp Tre, chứ còn trước là cánh đồng hết 1964 là mới có ấp Tre. Ban đầu là có khoảng bao nhiêu người, Có bao nhiêu ở ấp Tre là có những nhiều ông sen cúc đảng viên với lại mấy người đấy, ông người? Chi Dưỡng là thứ mấy nhà đấy là người đảng viên xung phong ra đầu tiên đấy, thế sang sau mới dần dần mới ra đấy, chứ còn 1964 mới là có ấp Tre đấy, nếu còn đâu Gia Trung thì đến thế kỷ 19 gần nửa đầu thế kỷ 19 bắt đầu mới có làng Gia Trung mới làng Đầm là tách ở Gia Thượng xuống đấy, chứ còn đâu chưa có Gia Trung chưa có Gia Thượng, đây quyển này là có tên là xã Việt Nam quyển cỏ và thôi đấy, tổng phủ lỗ đây này đấy, đấy tổng phủ lỗ các khê lữ vẫn của Nhạn Tái là vẫn trước đấy, những cái xã này là Xuân Trạch là Bắc Giã đấy, Xuân Lộn là của Đông Anh bây giờ đấy, trước là huyện mình đấy, đấy tổng phủ lỗ huyện Kim Anh đây này, đây Kim Hoa này Gia Thượng đây, Đông Đồ này, tổng Linh Bắc này, này chỉ có Linh Bắc mới Gia Hạ, có nghĩa là Hưng Gia gọi là Gia Hạ. Thôn Lội Phật là trong sân bay Lội Phật mới Đống Mai Đống Bài là sân bay nó bốc đi đòi đấy, đấy thế ra Cổ Bái đây này, Cổ Bái mới Thạch Lỗi Hiền Lương Thanh Nhàn. Thanh Nhàn Phù Lai là Sơn Cầm này đấy, Có biết Thanh Nhàn ngày xưa gọi, có người bảo nó là tên là Thanh Khốn, không phải không là phải không? Thanh Khổn, Thanh Khổn. khổn chứ không phải là khốn, chứ khổn, chứ khổn đây này, thanh khổn, khổn xong mới cửa khổn đấy, cửa khổn đây, chứ khổn đây, thế này này, đấy cẩm nó như là trong làng này, đấy là thế này này, đấy thanh khổn, đấy thế xong mới là gọi là thanh khốn, cứ đọc ra chứ cần nó là thanh nhàn, này đây, tổng Cổ Bái đấy, đây là tên làng cỏ, tổng Quan Đình bây giờ nó là Hương Đình đấy. Tổng Quan Đình đây này, đấy, có Hương Đình, Xuân Bách, Linh Giang, Đình Phú, Đình Phú. Đấy, Tổng Quan Đình đấy, nó sang ăn dặm sang tận Đình Phú cơ mà đấy, mà nó dọc cái vẹt đấy, đấy, chưa có chùa Lũ, Linh Môn các thứ là chưa có, đấy, Đồng Quan, Quảng Hội chưa có, những cái đấy là sau thời Pháp này mới là bắt đầu có, người ta lập ấp lập trại dần đấy, còn chưa có cơ mà đấy, Tổng Tuyên Dược đấy, Tuyên Dược trước là huyện mình, huyện Kim Anh mình, đấy, Tổng Tuyên Dược này có thôn Thượng, thôn Tiên Dược, Tiên Dược Thượng, Dược Hạ đấy, thôn Lãng Châu, Đồng Lạc đấy, Vệ Sơn, Vệ Linh, đấy là của Tổng Tiên Dược Nguyễn Huyện mình. Tổng Xuân Bảng đấy, có Xuân Bảng, Lai Sơn, đây là của Lam Sơn, của Sóc Sơn, đây là của mình đấy. Đấy, thế mà một huyện ngày xưa nó to thế nhỉ? Huyện không to à, cũng không to à, vẫn trừ từ núi về đây là từ núi về mình đã đến có Phúc Yên là đấy là hết rồi. Đấy, nên là đấy, thế mà Đỗ đây tổng Kim Hoa này, tổng Kim Hoa này có Kim Hoa với Xuân Hoa thôn Mai đấy, thuộc xã Xuân Hoa với Khải Do đấy đó, đại khái như là cái thôn Mai lại thôn Xuân Hoa nó gọi là Xuân Mai đấy, Xuân Phương này, Kim Hoa đấy, còn làng Tháp các thứ nó thuộc vào Kim Hoa hết, nó gọi là Kim Hoa hết, Thanh Tồi Khải Do đấy là Kim Hoa hết đấy, nhưng mà đấy Thanh Tước lại đấy là của huyện mình đấy, còn đâu những ngoài kia là của Yên Lãng này. Đây huyện Thiên Phúc, đấy Thiên Phúc huyện mỗi năm là đây huyện cũ, thế nhưng mà quyển này